một cái tình trạng mà những bạn đã mua những chiếc iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max cũ 99% gặp phải, đó là sau khoảng tầm 2 cho tới 3 tháng sử dụng thì pin của những chiếc máy này nó chai rất là nhanh cái phần trăm hiển thị bên trong máy ấy. Tức là khi mà các bạn mua cái chiếc máy còn 97% độ chai nhá, nó mới chai 3% thôi, thì sau khoảng tầm 3 tháng sử dụng có khi là cái độ chai của nó về còn 90%, hoặc là cái độ chai của nó về còn khoảng tầm 88%, 89% tùy từng chiếc máy. Thế thì đây có phải là những chiếc máy bị kích pin hay không, và sau một khoảng thời gian nó bị tụt nhanh chóng như thế hay không? Thì hãy cùng mình chia sẻ về cái chai pin trên những chiếc iPhone 12 để xem rằng là với tình trạng như vậy thì máy của bạn có phải là một chiếc máy bị đẻo, bị làm lại, bị kích pin hay là không nhá. Và nếu như các bạn đang muốn mua những chiếc iPhone cũ mà an toàn thì có thể ghé tới Di Động Mỹ thông qua đường link mình để phía bên dưới phần mô tả của video. iPhone 11, iPhone 12 hay là iPhone 13 series hiện nay mức giá cũng đã rất tốt. Đầu tiên, iPhone kích pin là như thế nào? Đó là khi chúng ta có một chiếc iPhone, cái sức khỏe pin của nó chỉ còn khoảng tầm 90% mà thôi, thì họ sẽ bóc cái màn hình lên, lấy quả pin ra, cắm vào thiết bị chuyên dụng và họ sẽ đẩy cái phần trăm lên 100%, và cái số lần sạc họ sẽ reset về khoảng tầm 40 lần hoặc là 50 lần mà thôi, cho nó rưu một tí, sau đó lắp lại vào chiếc máy, khởi động lên là chiếc máy sẽ nhận cái sức khỏe pin là 100% hoặc là 99% tùy theo người set cái mức đó. Và cái quả pin này khi mà các bạn sử dụng trong vòng 3 tuần hoặc là 1 tháng thôi thì cái phần trăm pin của nó sẽ bị tụt rất là nhanh và nó sẽ về cái mức ban đầu vốn có của quả pin đó. Thì đây sẽ là cái điều mà chúng ta thấy nghi ngờ, dễ nghi ngờ nhất khi mà dùng những chiếc máy bị kích pin. Và nếu như máy của bạn bị như thế thì có thể mang ra cửa hàng bắt họ phải chịu trách nhiệm với quả pin đó. Nhưng khi chúng ta nhìn tới iPhone 12 series thì mình phải xác nhận rằng là cái bọn iPhone 12 series này nó tụt pin nhanh như kiểu là pin bị kích luôn các bạn ạ. Dẫn chứng cụ thể đó là tháng 10 năm 2020 mình mua tặng cho vợ mình chiếc iPhone 12 phiên bản xanh min, và mình cũng đã có làm video về con máy đó rồi, các bạn có thể xem lại ở đây. Thì sau khoảng tầm 8 tháng vợ mình sử dụng thì pin của nó đã bắt đầu chai. 8 tháng đầu không chai 1% pin nào cả, nhưng tới tháng mà có phiên bản iOS 15 á, vợ mình update lên và bắt đầu từ thời điểm đó pin nó tụt kinh khủng luôn các bạn ạ. Từ khi mà up lên phiên bản iOS 15, sau đó khoảng 1 tháng nó tụt 4% chai pin, và tiếp sau đó 2 tháng tiếp theo nó tụt xuống 92%, và cho tới khi mình bán cái con máy đấy nó chỉ còn là 89% pin mà thôi. Các bạn thấy nó tụt kinh khủng không? Trong vòng khoảng tầm đâu đó có 4-5 tháng thôi mà nó tụt lên đến 11% pin. Mà đó là chiếc máy new seal mình mua tặng sinh nhật cho vợ mình ở ngay cái thời điểm mà con máy đấy vừa được đưa về thị trường Việt Nam, chưa có máy chính hãng luôn nhá. Mình mua ở thời điểm mà máy vừa về cái là mình mua luôn rồi. Thế nên các bạn có thể thấy rằng là cái bọn iPhone 12 này nó tụt pin rất là buồn cười ở trên phiên bản iOS 15. Không chỉ dừng lại ở đó, đợt vừa rồi thì mình có quyết định là lấy cho vợ mình một con iPhone 12 Pro với cái tình trạng pin là 100%, mình lấy chỗ của bạn mình. Thế nên chắc chắn đây không phải là một con máy dựng riếc gì cả. Máy nguyên hộp, full box, các thứ đầy đủ, pin 100%. Rồi đâu đó tới nay thì cũng được khoảng tầm 3 tháng rồi. Mình lấy ở thời điểm hình như ngày 20 tháng 12 năm 2021. Tính tới nay thì được 3 tháng rồi. Và đây, mình vào trong cái tình trạng pin. Máy còn 93% pin. 3 tháng tụt 7% pin. Thế nên rõ ràng với cái bọn iPhone 12 này pin của nó tụt rất là buồn cười. Thế nên các bạn đừng có tin vào cái phần trăm chai pin ở đây. Và nếu như ở thời điểm này các bạn sử dụng chiếc máy iPhone 12 mà sau khoảng tầm 3 tháng nó mới tụt đâu đó chỉ khoảng tầm 6% tới 7% mà thôi, thì đó là điều bình thường, bạn không cần phải lo lắng nhá. Chỉ trừ khi nào mà bạn sử dụng trong 1 tháng mà nó tụt của bạn đâu đó 7%, 8%, hay là dùng trong 1 tháng nó tụt đến 10%, thì khi đó chiếc máy đó mới là một chiếc máy đáng nghi ngờ nhá. Để củng cố hơn về cái vấn đề này thì mình sẽ gọi cho bạn mình, cũng là một người đang làm ở bên Tony Phùng Studio, cũng mua iPhone 12 series từ cái thời điểm mà nó còn new seal đấy, tức là nó bị giật mất con iPhone 11 Pro Max, sau đó thì nó mua iPhone 12 Pro Max thì pin của nó cũng tụt ầm ầm. Mình sẽ gọi điện và mình hỏi lại cái câu chuyện về con iPhone bị tụt pin của nó. Hello Khiêm, đang làm gì đấy? Hello. Ok. Gọi điện hỏi thăm con iPhone 12 Pro Max lần idol mua new seal cho tới thời điểm vừa rồi bán đi để mua 13 ấy. Thì
đợt idol bán nó bị chai nhiều pin chưa? Chưa, chai không là do cách mình sử dụng chứ đâu phải là chai nó đâu phải là xài lâu nó chai đâu, quan trọng là cái cách sạc pin và cách sạc pin của mình thôi. Giống như cái đợt tao bán là cái con 12 Pro Max của tao nó còn 97% mà nó xài gần 1 năm rồi. Ghê vậy. Thế mà con 12 của Thu Hà ấy dùng cũng mua trước idol có 3 tháng đúng không? Đến lúc bán đi nó tụt 11% lận. Đúng rồi. Đây, đây. Con này này. Mới mua 3 tháng này tụt 7% rồi này. Ôi giời ơi, thế. Mà rõ ràng có khi sử dụng 2 ngày mới sạc một lần nhá. Thì đấy, nói chung là nó đều là do cách sử dụng của mình cả. Con 12 Pro Max của Tony thì như tụt cũng mạnh đúng không? Đúng rồi, con của Tony lúc đó là còn 90%, 90%, 91% gì đó, tầm đó. Ừ. Vậy là cũng bị y chang như cái đội kia. Từ lúc lên iOS 15 cái là nó tụt như con điên luôn. Đúng rồi. Tại có mấy anh em bị cái hiện tượng này nên là đang nghi không biết có phải bị kích pin không, nên là làm video chia sẻ tí. À, đúng rồi. Tại vì kích hiện tại là cũng có nhiều cái phương pháp kích rồi, nhưng mà anh em về anh em xài đừng có quan trọng vào cái thời lượng pin, mà hãy quan trọng vào cái thời gian sử dụng. Thời gian sử dụng thực tế. Đúng rồi, tại còn cái phần trăm pin là chỉ mang tính chất tham khảo thôi, chứ nó không có đúng chính xác 100% đâu. Với cả đa số mấy con kích pin chỉ dùng khoảng tầm 1 tháng là nó tụt cả chục phần trăm đúng không? Chứ nó đâu có tụt chậm chậm kiểu này đâu. Bây giờ có nhiều trường hợp là pin 100% nhưng mà xài rất là nhanh. Thì nó là chắc chắn là sẽ bị kích pin. Còn pin 90-91 mà các bạn xài, nếu mà xài được một ngày luôn á thì nó không có lên nói được một cái điều gì hết. Nên là đừng có quan tâm vào cái vấn đề phần trăm pin ở trên máy. Đó, nó là như vậy. Đúng rồi. Thế nên là cái vụ mà tụt pin nhanh của iPhone 12 nó là bình thường. Nó là bình thường. Đúng rồi. Ok, thank you, Idol. Còn bạn nào mà muốn sử dụng làm sao để cho phần trăm pin tụt lâu thì liên hệ mình sẽ cho. Đó. Hoặc là đọc phân bỏ tường khỏi xài nhá. Hoặc là mua iPhone 13. Ok. Đúng rồi. Ok, bye bye. Ok, bye bye. Ok. Chốt lại vấn đề, đấy là khi mà các bạn sử dụng những chiếc iPhone từ 11 Pro Max đổ xuống mà cái phần trăm chai pin nó tụt nhanh ấy, và nó tụt trong khoảng 1 tháng đổ lại thôi á, thì đó sẽ là những chiếc máy nó bị kích pin, hoặc là cái thời gian sử dụng thực tế nó không được như những chiếc máy khác, thì đó là những chiếc máy bị kích pin. Còn đối với iPhone 12 series, tụt pin nhanh, nó là điều bình thường, và đó là cái lỗi khi mà lên iOS 15 nhá. Và trên đó là những chia sẻ của mình về vấn đề, đó là những chiếc iPhone 12 mà các bạn mua tình trạng 99% máy cũ mà nó bị tụt pin nhanh trong khoảng 3 tháng sử dụng. Và nó là do gì thì mình đã chia sẻ và bạn mình cũng đã chia sẻ. Còn các bạn thấy sao về cái vấn đề này, hãy comment để ý kiến các bạn phía bên dưới phần luận của video. Video của mình thì dừng lại tại đây nhá. Các bạn click đừng quên để lại một like, share và bấm subscribe kênh YouTube của Ngọc Trần Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.